tiếp đến với cái nhà vườn tiếp theo. Chỗ này là khu vực cửa hàng kiểu hàng miền Nam đó. Mai Chiếu Thủy, Công Trang rồi Miệt Quế, Cần Thăng rất là nhiều. Bác xem cố gắng hơi đau mắt một chút nhé bác. Tôi sẽ đi rất nhanh vì không đi thì không thể kịp được. Tôi sẽ chỉ có mặt được một tí ở đây thôi. Quay lướt để các bác biết là đang có những cây gì và ra xem thôi các bác nhé. Hết sức thông cảm với em các bác nhé. Hết sức thông cảm và có thể xem hơi đau mắt thì em di chuyển hơi nhiều hơi nhanh nhé. Không đi thì không thể biết được. Bây giờ là lấy số lượng các bác để biết nó đang có cây gì và em sẽ cố gắng focus vào một số cái cây nó ưng mắt của em thôi. Đấy, ưng mắt của em. Ưng mắt của em. Khu vực hàng miền Nam này. Kim quýt, ly sam, sam núi rất nhiều. Mai Chiếu Thủy, mai nu gò công đi. Đấy, kim quýt. Kim quýt. Ly sam cuối mùa hoa đây vẫn còn rất nhiều hoa. Đấy. Như cây kim quýt cho kim quýt trong kia là bao tiền mà? Cây kia kim quýt kìa. Hả? Cây kim quýt. Cây đó 5 triệu anh. À. Nói chung cũng hợp lý đấy. Hợp lý, cây kim quýt 5 triệu. 5 triệu. Nó còn hơi thô nhưng mà nó cũng hợp lý. Có cái chậu cũng tầm mấy trăm rồi. Quay lại đi đánh cây thôi các bạn chứ. Vâng, xin phép tay trái một tí ạ. Dạ. Tranh thủ xuống đây đi làm gì? Qua hôm kia đến mua được 3 cây. Bục mini. Đấy, các cái nghệ nhân đều tập trung ở đây để đánh cây các bạn. Như cây này thì bao tiền bác? À, mới lên chậu. Những cây nhỏ nhỏ như này thì bao tiền cây? 1.8. Cầm tay mini 1.8 một cây. Ngay chứ. Ngay. Cầm vào tay. Sam hương. Linh sam này 3 tiền cây ạ. Cây đó 1.5. À lại rẻ hơn Mai Chiếu Thủy. Rồi.
hợp lý đấy, giá hợp lý đấy. Lấy bố miền Bắc vào đấy lấy ra đây bán đắt lắm. Thiên nhiên thu nhỏ này. Chỗ này là đều 1,5 triệu hết đúng không? Quay phim xong cái ra ủng hộ mấy cây. Đấy, toàn là mini này. Mini. Suối. Mai là lớn này, là lớn thì nó mới có cái độ như này, là lớn. Như cây này thì bao tiền? 120 triệu. 120 triệu. Cao quá. 20 triệu. Được. Thế còn cây này bác ơi? Cây đó 27 triệu. 27 triệu. Đẹp ạ. Nhưng mà còn phôi. Còn phôi 27 triệu. Mịn đấy, mịn tít đấy. Đế đấy, gớm mặt đấy. Lùn. Cao tầm 35 này. Đẹp quá. Đấy, 120 triệu về mai này. Không đơn giản. Đây, lá nhỏ này. Dâu tằm. Nhiều tiền lắm nhưng mà không phải gu của mình là hả? Để làm ít phóng sự quá. Một đôi mai đẹp quá nhỉ, này phải chơi cả đôi. Một đôi này cây này khoảng bao tiền cả? Một đôi 500. Mai chưa thấy lá chung. Lá chung. Đấy, một đôi 500. Gốc dưới anh ơi, gốc dưới chim quýt à? Phách xin là mấy tiền? Không có 9 triệu anh. 9 triệu. Đắt. Đắt. Như san hô bao tiền? Sân hô đó lấy 1,5 triệu rồi. Tại vì hàng nó cục đá trong nó mất tiền mình. Đôi 500 triệu. Nó tự nhiên con người đó. Đôi bằng tay mình không làm luôn á. Một tay nó không làm được. Có cái đồ mình làm. Để đi mà. Đem theo đi chơi. Mày đây con xanh thì mới chuẩn. Xanh nó đắt thì không ai chứ tiền.
vừa bảo cây sâm núi là 15 triệu. Đấy, còn con này 9 triệu. Xì 9 triệu. Nhiều lắm. Cái này hình như 3-4 triệu gì đấy. Nhỏ nhỏ vừa nãy tôi hỏi quên nữa. Phường mới mua 6 triệu rồi, khá lùn. Rồi. Đấy, đi nhanh được một khoảng rồi. Bên này là lụt kéo đục các thứ. Kéo với đục. Bán đồ dùng dụng cụ rất nhiều. Rồi sang bên này nha các bác, đây nó còn một dãy dài ít từ kia. Mà đi chi tiết thì đi hết cả ngày. Đấy, hết cả ngày. Xanh mắm đá, điền. Điền ra vào đông. Là hán này rất đẹp. Là hán này chắc mấy trăm đây. Bán chậu trước đây, chậu đẹp đây, nguyệt quế, nguyệt quế chứ không phải chẳng kiến đâu. Em mới làm chế đâu nhỉ? Làm chế đâu? Cái chậu này bán bao tiền đấy? Như cái tùng la hán này giờ đang bao tiền đấy anh? Cái tùng này hơn trăm. Đây hoành đẹp quá. Anh ăn đồ bọn này mấy tiền? Để đi tiếp tục di chuyển.